chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì từ đầu năm cho đến nay thì Acer đã cho ra mắt một loạt các laptop gaming mới thuộc dòng Predator, này Halo và cả Acer Nitro 5 nữa, với rất là nhiều các nâng cấp đáng giá. Đúng như mọi người thường hay nói, những gì đáng giá nhất thì thường được để xuống cuối cùng. Mạnh mẽ nhất, cao cấp nhất, đáng giá nhất, chúng ta sẽ có Acer Predator Triton 500 bản SE Special Edition thì đã có mặt tại An Phát. Còn nếu như ai không thích bản SE thì hoàn toàn có thể chọn bản thường, thì Acer sẽ cho ra mắt cả hai phiên bản nhé. Vì là bản Special Edition thì nên là Acer thì đã thay đổi hoàn toàn thiết kế của Triton 500 ở phiên bản năm nay. Không còn là tone màu đen và xanh nữa, mà thay vào đó thì sẽ là tone xám bạc bao phủ khắp toàn bộ máy. Logo Predator thì không còn nằm ở chính giữa như mọi năm nữa, mà năm nay thì đã được Acer thu gọn lại cũng như là để lên phía góc trái của phần nóc máy này. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, ưu điểm là không bám một chút vân tay nào cả. Bề mặt siêu mịn và siêu mượt với chất lượng hoàn thiện tốt và chắc chắn đến từ Acer. Tuy nhiên nhược điểm thì máy hơi nặng một chút, trọng lượng này thì chắc sẽ rơi vào khoảng tầm 2,6 đến 2,7 kg. Thiết kế của Acer từ trước đến nay thì vẫn rất là luôn đơn giản, tinh tế nhưng mà cực kỳ sang. Các đường nét thì rất là cứng cáp, mạnh mẽ, vô cùng vuông vắn, sẽ tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ thu hút với tone màu xám bạc này. Phần bản lề thì các bạn có thể mở được bằng một tay và mở được là 180 độ. Điều này thì mình nghĩ là không chỉ hướng đến các đối tượng game thủ, mà có vẻ như Acer cũng đang muốn tận dụng nhiều hơn nữa để có thể làm việc được trên mẫu laptop này. Về phần hiệu năng thì không phải bàn, chính vì thế thì mình cũng sẽ chỉ đọc ra ở đây thôi. Hiệu năng thì sẽ ngang ngửa với cả một chiếc PC gaming. Các bạn sẽ có Intel Core i9 11900H, RAM 32GB, 2TB SSD và NVIDIA RTX 3080. Cấu hình thì gần như là mạnh nhất, chơi được mọi tựa game, sử dụng mượt với tất cả các tác vụ đồ họa. Với sự bền bỉ và lâu dài thì Triton 500 có thể phục vụ được cả những game thủ chuyên nghiệp luôn. Hệ thống tản nhiệt độc quyền của Acer thì có thể coi là xuất sắc, với 3 quạt Aeroplate với rất là nhiều các công nghệ như là thiết kế răng cưa này, cánh quạt siêu mỏng này, giúp điều hướng gió nữa. Nói chung là hiệu năng rất là mạnh thì tản nhiệt đương nhiên cũng phải tốt, và Acer thì chưa làm mình thất vọng một lần nào cả. Đây là một mẫu màn hình đẹp 16 inch 2K 165Hz. Thêm vào đó thì còn hỗ trợ cả NVIDIA G-Sync, sẽ đảm bảo đem lại trải nghiệm hình ảnh cực kỳ thích mắt cho các bạn. Phần bàn phím thì sẽ vẫn giống như các phiên bản trước đó, sẽ có trang bị LED RGB, cảm giác bấm vẫn rất là thích, hành trình phím sâu. Cảm biến vân tay thì sẽ được tích hợp ở touchpad, ngay phía dưới touchpad này sẽ giúp các bạn mở máy nhanh hơn. Phần touchpad thì sẽ có các đường cắt CNC bao quanh, cũng sẽ rất là phù hợp với cả tone màu xám bạc này. Cảm giác gì cũng rất là mượt, rất là thích, và chất lượng hoàn thiện thì đương nhiên vẫn cực kỳ ok. Một điểm đặc trưng nữa của các dòng laptop gaming của Acer thì chính là tích hợp cả phần mềm Predator Scene. Các bạn có thể thứ nhất là cài đặt màu của bàn phím với cả 16,8 triệu màu khác nhau. Thứ hai là đẩy nhanh tốc độ của các màn hình. Thứ ba là duy trì nhiệt độ ổn định của hệ thống bao gồm cả CPU lẫn GPU. Thứ tư là điều chỉnh tốc độ quạt tản nhiệt. Thứ năm sẽ là điều chỉnh các hiệu ứng âm thanh tùy theo mục đích sử dụng. Thì cuối cùng thì chúng ta sẽ có cổng kết nối. Ở đây thì chúng mình sẽ có là hai cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C, một cổng mạng LAN RJ45, khe thẻ SD, một cổng HDMI, một jack audio combo và cổng nguồn. Thì đó là toàn bộ những trải nghiệm nhanh khi mà mình cầm trên tay Triton 500 phiên bản mới nhất này. Thế nhưng đây sẽ chỉ là phiên bản demo mà thôi. Và với phiên bản chính thức và giá bán thì mình nghĩ cũng sẽ sớm thôi, hãng sẽ cho ra mắt. Cũng như là An Phát sẽ cập nhật nhanh nhất trên Facebook page và web để có thể mọi người theo dõi nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.